và thì tôi đã trình bày cho các bạn những cái cơ, cơ bản thế nào là bằng chứng và bằng chứng nào thì có độ tin cậy cao hơn và bằng chứng cần có những cái yếu tố như thế nào còn dĩ nhiên để có được bằng chứng thì chúng ta phải thu thập thôi và cái việc thu thập thì có thể thực hiện qua rất là nhiều phương pháp mà bạn có thể kiểm tra đi kiểm tra nghiệp vụ đi kiểm tra con người đi kiểm tra hệ thống đi kiểm tra sự vận hành và trong quá trình kiểm tra này các bạn là ghi chép các bạn tu tập và các bạn có thể tìm kiếm được những bằng chứng kiểm toán và quan sát một cái yêu cầu cơ bản của kiểm toán viên đó chính là cái độ nhạy cảm riêng có của mỗi kiểm toán viên độ nhạy cảm này nó cũng thể hiện được một phần qua cái cách quan sát À, hay như là tôi vẫn muốn nhấn mạnh với các bạn rằng là hãy mở to đôi mắt mình ra để nhìn được nhiều hơn, nhìn được sâu hơn. Các bạn hãy quan sát một cách tinh tế, quan sát tế nhị. Nhưng mà cái sự quan sát của bạn phải đảm bảo được rằng là à, sẽ có được những cái bằng chứng mà à, hữu ích và khi mà các bạn đã nhìn ra được khi các bạn đã nhận biết ra được một cái vấn đề một cái sai phạm hoặc là cái sự nhạy cảm của một kiểm toán viên uh, cho phép các bạn nghi ngờ một cái thông tin nào đó thì hãy điều tra tới cùng hãy uh, theo theo dòng của các cái nghiệp vụ hãy nhìn tổng quát phía xung quanh các nghiệp vụ để có thể tìm kiếm ra được là đằng sau cái vấn đề của bạn nghi ngờ là cái gì và trong quá trình điều tra này các bạn sẽ thu thập được cả những cái thông tin rất là những cái tài liệu mà tạo thành một cái cơ sở để cho các bạn có thể xét đoán thì chính là cái quá trình mà bạn thu thập bằng chứng qua cái việc mà các bạn điều tra thì thông thường sẽ có rất là nhiều cái bằng chứng rất là có ích. Và xác nhận sự xác nhận ở đây có nghĩa là khi mà các bạn cần có một cái thông tin và cái thông tin này nó liên quan đến một cái đối tượng đối tượng thứ ba thì các bạn cần có được cái sự công nhận cái sự thừa nhận của đối tượng thứ ba cái phương pháp này thường thực hiện khi mà kiểm tra cái số dư của các cái tài khoản ví dụ như là tài khoản phải thu khách hàng phải trả người bán thì thủ thuật mà kiểm toán viên thường hay sử dụng đó chính là gửi thư xác nhận các bạn thường gửi cho khách hàng gửi cho các nhà cung cấp một cái bức thư để qua đó thì khách hàng và nhà cung cấp sẽ là ký vào đấy xác nhận rằng là có cái mối liên hệ như vậy nhưng mà có một cái kinh nghiệm thực tế trong quá trình kiểm toán mà tôi thấy là cũng khá thú vị đấy chính là một số kiểm toán viên mà mới ra trường chưa có kinh nghiệm được ra nhiệm vụ là uh, xác nhận số dư của uh, khách hàng chẳng hạn thì các bạn ấy thường là viết một bức thư uh, và tất nhiên là cái bức thư này là đúng phong mẫu nhưng mà trong đó trong bức thư đấy các bạn ấy viết luôn là uh, yêu cầu quý um, quý khách hàng là xác nhận rằng là à, hiện nay khách hàng đang có một cái khoản nợ đối với công ty tôi là 300 triệu đồng chẳng hạn thì nó có rất là nhiều vấn đề xảy ra thứ nhất là nếu như mà đúng tất cả các cái thông tin rằng là khách hàng chỉ nợ có 300 triệu thì à, dĩ nhiên cái việc ký vào xác nhận đấy là rất đơn giản nhưng đặt trường hợp rằng là À, cái thông tin này nó là không chính xác hoặc là thì lúc này cái việc ký xác nhận của các bạn nó sẽ không à, không có kết quả nó chỉ mang tính chất là hình thức thôi và cái kết quả thu được nó sẽ không không được tốt à, thay vì như vậy thì các bạn có thể là cũng gửi được một thức xác nhận bình thường nhưng mà À, trong cái thư xác nhận các bạn không nên ghi số tiền các bạn chỉ cần yêu cầu là à, kính mong quý khách hàng có thể là xác nhận số tiền mà à, quý công ty còn nợ công ty abc nào đấy các bạn đang kiểm toán và lúc này thì sau khi mà khách hàng họ à, điền số tiền vào họ điền số tiền vào thì mình có thể xét đoán nếu như số tiền nó trùng khớp thì cái việc mà xác nhận rằng là số dư ấy số dư tài khoản à, phải thu khách hàng của đơn vị mình đang kiểm toán là chính xác Còn nếu như nó lớn hơn hoặc nó ít hơn thì có bạn có phải lúc này các bạn đã có được một cái bằng chứng cho cái ý kiến của mình không Thì đấy chính là một cái ví dụ nhỏ để lưu ý nó chứng minh rằng là trong quá trình mà các bạn thực hiện kiểm toán thì cần có cái sự nhạy cảm và cần có những cái gọi là cái kỹ năng kỹ thuật nghề nghiệp riêng và dĩ nhiên dù thu thập bằng chứng bằng cách nào dù tài liệu được thu thập có thể dạng hình thức nào thì các bạn cũng cần phải tính toán các bạn phải xem xét lại cái số liệu đôi khi cũng một cái hành động ngẫu nhiên là các bạn à, cộng một cái à, cộng sổ một cái sổ chi tiết đơn giản ngẫu nhiên để đưa ra một con số à, số dư của tài khoản cuối cùng thì à, nó cũng đã thể hiện ra rất là nhiều điều và cái việc tính toán cái việc đánh giá lại à, à, độ tin cậy của các con số là rất quan trọng trong quá trình kiểm toán để thu thập các bằng chứng hiệu quả và sau khi mà thu thập được tất cả các bằng chứng sau khi mà tìm kiếm được tất cả những cái tài liệu cần thiết thì các bạn sẽ thực hiện cái quy trình phân tích để lựa chọn để tìm ra mối liên hệ của tất cả những cái tài liệu mà bạn liên quan hoặc là các bạn có thể là phân tích các con số để khiến cho các con số từ im lặng trở thành những con số biết nói và nếu như mà các bạn có cái sự phân tích tốt thì À, thông thường à, các con số thường thể hiện rất là nhiều điều hơn mà các bạn có thể à, hình dung về bên ngoài như vậy à, trong bài học hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn à, tiếp được những khái niệm cơ bản à, về kiểm toán à, đặc biệt đấy là tôi đi sâu vào phân tích về cơ sở dẫn liệu về bằng chứng kiểm toán Tất nhiên để hiểu được kỹ, để hiểu được bản chất rõ ràng về cái những cái khái niệm này thì trong phạm vi bài học nó không thể là đáp ứng cho các bạn mà tôi chỉ là đưa ra cho các bạn cái cách suy nghĩ, cách tiếp cận và những cái vấn đề cơ bản tối quan trọng nhất. Các bạn hãy tìm đọc thêm, các bạn hãy suy ngẫm thêm và đúc rút kinh nghiệm từ quá trình thực tiễn để có thể là đưa ra được những kiến thức tốt hơn hoặc là tích lũy được cho mình nhiều kiến thức hơn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng là các bạn cảm thấy hài lòng về bài học. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học hôm sau.